Trời đất ơi, tối như vậy Winner ơi, mưa quá rồi nè. Đúng rồi đó, còn sấm sét nữa chứ, đang sợ quá. Trời ơi, đợi xíu đi, sắp tới rồi. Trời đất ơi, về là bệnh chết luôn đó. Trời ơi, mấy người này đi tìm kho báu là phải khó khăn một chút chứ. Trời đất ơi, khó khăn một chút vậy nhưng mà kho báu đâu chưa thấy, thấy là về là bệnh muốn chết luôn rồi các bạn. Hôm nay tự nhiên Huy Núp nó phát hiện ra một cái chỗ có cất giấu kho báu gì đó các bạn, là nó rủ tụi mình đi theo nè. Có chắc là có kho báu không vậy Huy Núp ơi, chứ đúng chị rồi. Sợ quá, tụi mình đang ở trong rừng vào ban đêm đó. Rất là nguy hiểm luôn đó. Trời ơi, tất nhiên là phải có kho báu rồi, mọi người đi theo tôi nhanh lên nha. Ok, được rồi, đi theo chị đó. Bây giờ lẹ lên, trời đất ơi, mưa ướt hết luôn rồi nè. Tới chưa vậy Huy Núp ơi, lâu quá vậy. Hình như là chúng ta bị lạc rồi. Cái gì trời. Chị đâu bị có sao không vậy? Chị bị cảm luôn rồi, chị cảm thấy nhức nhức cái đầu quá. Ôi trời đất ơi, nãy giờ dầm mưa dữ quá nên là bây giờ chị đâu bị cảm luôn rồi. Trời ơi Huy Núp ơi, tại mày đó, thấy chưa hả, thấy kho báu đâu mà thấy chị đâu bị bệnh luôn rồi nè. Tội nghiệp chị đâu bị quá các bạn. Ôi trời ơi, chị đâu bị có chỗ nào để trú không ta. Ôi đằng kia có một căn nhà kìa. Ủa, cái gì cơ? Hình như đằng kia có một căn nhà kìa chị đã biết. Hay là chúng ta hả cố gắng đưa chị đã biết tới đó để trú mưa rồi chúng ta tính tiếp mọi người à. Ok. Đem cổng chị đã bị tới đó nè, được rồi, lên đi chị đã bị. Hình như ở đây tự nhiên có một cái căn nhà khá là bự ở đây nè mọi người. Tôi nghĩ chúng ta có thể hả trú ở trong này đó các bạn. Wow. Nguyên một căn nhà siêu bự. Ôi trời, bình tĩnh để em đưa chị đã bị vô đây nè để trú mưa. Ui, được rồi chị đã bị xuống đi, hết mưa rồi đó. Sao rồi chị đã bị ổn chưa? Hình như là chị bị sốt luôn rồi. À, cái gì cơ, bị sốt? Ôi trời. Chị đã bị ơi. Trời ơi, chị đã bị xỉu luôn rồi các bạn ơi. Trời, bạn thấy chưa, này thì đi tìm kho báu nè. Tao đâu biết chị đã bị yếu tới vậy đâu. Trời ơi, yếu đầu mày cũng tại mày vẫn đi tìm kho báu mà mày lạc đường, không hiểu luôn á các bạn. Lần đầu tiên có người dắt tôi đi tìm kho báu xong rồi lạc đường xong báo nguyên bọn luôn nè. Bây giờ chúng ta phải tạm vô bên trong cái căn nhà này để trú ẩn thôi nè. Bây giờ chúng ta sẽ đưa chị đi vô nhà thôi nào. Ê, đợi tao với, đi cái gì mà lẹ quá vậy? Lẹ đi Huy Núp ơi, chúng ta còn kiếm phòng để đưa chị đã bị vô trong đây nè, không là chị đã bị bệnh. Ủa cái gì đằng kia vậy? Huy Núp ơi, nhìn kìa. Mất tiêu luôn rồi. Thấy gì đâu? Rõ ràng tôi vừa thấy có một cái bóng đen nó đứng nhìn tôi ở đây mà sao bây giờ nó mất tiêu luôn rồi các bạn. Chắc là tôi nhìn nhầm thôi. Được rồi. Bây giờ chúng ta mau kiếm cái phòng lẹ để chị Debbie xuống rồi, không là chị Debbie cảm bệnh nặng thêm. Bây giờ ui, hình như ở trên này có một cái tầng lầu này Huy Núp ơi, để lên trên thử coi. Sao mà bên trên chỗ này nhìn nó có vẻ tăm tối quá vậy mọi người ơi. Mày có nghĩ là căn nhà này chúng ta có thể ở được không vậy Huy Núp ơi? Không sao đâu, chắc là được mà. Ok, vậy thì đi vô đi chị Debbie, cố lên chút xíu nữa nha. Còn có mấy cái mạng nhện nữa kìa. Ôi, bên này còn có cái gì mà xương xương rồi đầu gì nhìn ghê quá vậy Huy Núp ơi. Ôi, hơi sợ một chút chắc xíu. Không sao đâu. Nhưng mà hình như ở đây có một cái giường nè. Vậy chúng ta có thể đặt chị Debbie xuống đây nè. Xuống đi. Hợp lý đó. Được rồi, chị Debbie xuống đây nha. Chị Debbie sao rồi? Cố lên nha chị Debbie ơi. Ôi trời ơi. Thôi được vậy rồi. Vậy ta nghĩ là chúng ta ở đây tạm đi, mai chúng ta đi kiếm kho báu tiếp. Thôi, không có kiếm kho báu cái gì nữa hết trơn á. Mai hả tạnh mưa là tôi sẽ đưa chị Debbie về, còn mày muốn đi hả kiếm kho báu thì mày đi kiếm một mình đi. Gì kỳ vậy? Thôi mai về luôn. Trời ơi cái thằng này. Thôi được rồi các bạn, chúng ta sẽ ở lại trong cái căn nhà đêm nay. Mặc dù tôi cảm thấy căn nhà này nó có cái gì đó rất là kỳ lạ các bạn, nhưng mà tôi không biết nữa, thôi kệ đi. Chúng ta cứ ở đây, dù gì còn hả chỗ nào để mà ở nữa đâu. Chúng ta cũng hả nằm ngủ thôi nha. Hả? Mày có nghe tiếng gì không? Hả? Tiếng gì cậu? Hình như mình nghe thấy tiếng gì đó các bạn. Hình như là tiếng bước chân hả? Ơi sao lại có tiếng bước chân ở đâu đây vậy? Ơi ai vậy ta? Tao mày chứ chị Nabi ở đây rồi, vậy còn tiếng bước chân đó là của ai gì? Tao không biết nữa. Các bạn ơi, các bạn biết tiếng bước chân của ai không vậy, comment bên dưới nha. Tiếng bước chân nó đang tới gần kìa các bạn ơi. Sao thế? Ơi, cái gì vậy? Cái tủ nó vừa sập xuống đúng không các bạn? Sao cái tủ nó tự nhiên nó sập xuống vậy Huy Núp ơi? Không biết. Mày đẩy cái tủ hả tao gà? Trời ơi mày khùng quá, tao đứng đây với mày rồi vừa tao đẩy làm sao được rồi. Trời, chắc là gió thổi nó mày. Không sao đâu, bình tĩnh đi. Chỉ là gió lạnh nó thoáng qua nên là cái tủ nó rớt xuống thôi đúng không mọi người? Không sao đâu, bình tĩnh đi. Tao gà, còn cái kia thì sao? Hình như sau cái hả xương đó nó nhúc nhích vậy các bạn. Không sao Huy Núp ơi. Cái này chắc cũng vẫn là gió đó Huy Núp ơi. Gió nó đẩy đây là cái bộ xương nó nhúc nhích ta. Không sao đâu. Thôi các bạn cứ tin vô gió là mọi chuyện nó sẽ qua thôi à. Rồi cái xương nó bay lên rồi kìa, có phải là gió không? Cái gì?
cơ, sao cái bộ sao nó bay qua bay lại luôn kia các bạn ơi. Trời ơi, cái này vẫn có thể là do gió đó mọi người, mặc dù tôi biết là không phải. Mấy người ơi, nó vừa bay qua người tôi kìa, hết hồn à. Ê tôi gà ơi, hình như căn nhà này không phải là một căn nhà bình thường. Ê, rồi tao cũng nghĩ vậy. Ewy nó bay ơi, được rồi, chúng ta nên đưa chị Ewy ra khỏi căn nhà này thôi. Không kịp gọi tôi gà ơi, nhìn không kìa. Kịp à? À, là sao? Sao đằng kia có mấy con gì đó đang bò tới đúng không Ewy đó mà. Ê, bây giờ đúng phải rồi. Làm sao đây, bây giờ phải làm sao đây các bạn ơi. Trong đây cái cung nè gà ơi, lấy đi. Có cung à, ui đúng rồi, chúng ta sẽ dùng vũ khí để tiêu diệt này. Mày nè con, cánh đập đi. Ui nó bay phụ tao với bắn tụi đây. Để tao bắn nè. Bảo vệ chị Ewy, bảo vệ chị Ewy, không được tấn công chị Ewy. Ai cho mày tới? Những cái con quái vật trong căn nhà này nó bắt đầu nó xuất hiện rồi kìa. Được rồi, mày ngon mày tới đây, tao sẽ bắn. Ui nó đang bỏ tới ghê quá các bạn, đi mình bắn nè. Mày nè con, mày nè con, mày ngon mày xuất hiện đây. Mày nè con, được rồi con nào được. Ui trời ơi, tụi nó tới càng ngày càng nhiều đúng rồi. Mày nè có một con này để tôi bắn tụi nó hết luôn này các bạn. Rồi bên kia bắn có một con nè con. Bắn mày nè con, mày ngon mày tới đây. Không được hả, làm hại chị Ewy nghe rõ chưa. Mày nè. Ui tụi nó bỏ tới nhiều lắm kêu nó bay bắn phụ tao với. Mày nè, mày nè. Mày nè. Tụi nó tới rồi. Ôi mày nè. Ôi trời ơi ghê quá các bạn. Rồi được rồi, bắn chuẩn vô nha các bạn. Được rồi, con nữa nè. Ha ha, hết rồi này thì dám tấn công luôn kìa. Bây giờ tụi nó xuất hiện càng nhiều hơn nữa kia các bạn. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà này vậy mà sao quái vật nhiều quá vậy. Rồi mày nè con, mày dám tới đây hả? Mày nè con. Rồi cố gắng lên các bạn hãy cổ vũ cho Tô Gà và Huy Đất để tiêu diệt hết những cái con quái vật này. Được rồi, tới kìa quá. Mày nè con, mày ngon mày tới đây. Mày ngon mày tới đây. Hãy cha bắn hết đi nào. Mày nè. Ôi đông quá rồi. Mày nè. Ôi nó bò tới chị nó bây giờ kêu có chừng. Mày nè con. Huy Đất ơi bắn đi nào. Ôi không, chị Nam ơi. Chị Nam không được tấn công chị Nam. Ôi trời ơi, tụi nó bò tới. Ôi, tụi nó tấn công chị Nam kìa, bắn được đó. Mày, đẩy tụi nó ra, tao đẩy tụi nó ra, mày đánh nó nha, mày đánh nó nha. Đẩy mày ra con. Mày nè con, còn một con cuối cùng này. Trời ơi, mày xong rồi. Chị Nam có sao không vậy? À, không có gì đâu chị Nam ơi, chị không có gì đâu chị Nam ơi. Có mấy cái con muỗi con ruồi tụi em đập đó nè. Ôi trời, bây giờ mà chị Nam biết là chúng ta đang ở trong cái căn nhà này chắc chị Nam xỉu luôn thiệt luôn á các bạn. Xỉu luôn á. À. Ê tao gà, trong lúc mà mấy cái con quái vật chưa xuất hiện chúng ta đưa Nam đi đây. Ôi hợp lý đâu các bạn, tranh thủ lúc này. Bây giờ mình sẽ đưa chị Nam đi nè. Hãy cha. Chúng ta đi lẹ lên đuôi Nam ơi, trước khi những cái con quái vật nó xuất hiện. Bây giờ chúng ta phải thoát ra khỏi căn nhà này, lẹ lên thôi các bạn. Nhanh lên Nam ơi. Ôi hình như là ôi tụi nó xuất hiện sau lưng mình kìa. Lẹ lên chạy lẹ. Chạy ra khỏi đây. Vẫn còn mấy con nó đứng chặn đường bên kia các bạn ơi. Ôi nó chạy kìa. Bây giờ Huy Đáp ơi, tấn công tụi nó đi. Mày chạy đi cho gà, tôi tấn công tụi nó nè. Ôi trời ơi, tụi nó đang tấn công Huy Đáp kìa bạn. Rồi bây giờ trời ơi, mấy con bên đây nữa nè, để tranh thủ cũng này. Mình sẽ chạy ra khỏi đây nhanh lên Huy Đáp ơi, thoát ra khỏi đây lên nè. Chạy tới. Rồi chạy ra đây nè, chạy ra đây nè. Được rồi, chúng ta thoát khỏi cái căn nhà quái quỷ này thôi các bạn ơi. Đi thôi nào. Đi thôi. cuối cùng về lại sinh tố rồi các bạn ơi. Trời đất ơi, Huy Đáp ơi, tại sao mày báo dữ vậy, đang yên đang lành cái rượu đi á, tìm kho báu xong cái bị vô cái căn nhà ma quái xong bị quái giật được. Trời ơi, ơi lần sau tôi không có đi tìm kho báu với Huy Đáp nữa đâu các bạn à. Chúng ta cùng đưa chị Nabi về thôi nào. Đi về thôi Huy Đáp ơi. Mày có thấy gì không vậy Huy Đáp ơi? Có cái gì nó quen vậy ta, nhìn nó giống như căn nhà chúng ta mới vừa thoát khỏi vậy. Đúng rồi đó, sao nó lại ở đây vậy? Đúng rồi các bạn ơi, không lẽ nào căn nhà đó theo tụi mình về tới làng sinh tố luôn hả? Ê mình đừng có làm tao sợ nha Tô Gà, mày tới kiểm tra thử coi. Cũng được các bạn chứ, sao tự nhiên căn nhà kỳ lạ này nó lại xuất hiện trong làng sinh tố của tụi mình được chứ. Hình như tao thấy có vẻ đúng là căn nhà tối hôm qua tụi mình bị mắc kẹt ở trong rồi đó. Không thể nào, tại sao có chuyện như vậy được. Đúng vậy, vô lý quá các bạn ơi. Giờ phải làm sao đây. Căn nhà này mày dám đi theo tao. Mày nè con, mày bắn. Mày làm cái gì đó mày, sao mày bắn cái căn nhà vậy. Mày nè. Trời, tại vì nó đi theo mình hoài đó Tô Gà, cho nên mình phải xử nó. Nhưng mà mày bắn vậy có ổn không vậy Huy Đáp ơi? Dừng lại Huy Đáp ơi. Hình như mày thấy căn nhà nó bắt đầu rung lên rồi kìa bạn. Huy Đáp ơi dừng lại đi mà. Huy Đáp ơi đừng có bắn nữa coi. Không, tao sẽ tiêu diệt căn nhà này. Thấy chưa Tô Gà, tao đã nói mày rồi. Ôi cái gì, mày tiêu diệt được căn nhà luôn rồi hả? Ghê quá vậy. Tất nhiên rồi đó. Nguyên một căn nhà khổng lồ nó đang đi đến chỗ của bên kia. Ôi, tao thấy không ổn rồi. Vậy là tao chưa tiêu diệt được nó sao? Đúng như vậy đó. Cái gì vậy? Ây cha. Đây là đâu vậy? Chị Nam Bi tỉnh lại rồi, chị Nam Bi khỏe chưa vậy? Chị khỏe rồi nhưng mà ở đây là ở đâu vậy Tô Gà? Đúng rồi, hình như chúng ta đang bị ở trong bụng của cái ngôi nhà đó chị Nam Bi à. Hồi nãy tụi em vừa bị con quái vật nhà đó tấn công đó. Vậy là cái nhà chúng ta vô là một con quái vật nhà hả?
Đúng rồi đó chị Debbie ơi. Nhưng mà quan trọng là bây giờ chúng ta đang ở trong bụng nó, và sắp sửa chúng ta sẽ bị tiêu hóa với căn nhà thôi. Cho nên là bây giờ chúng ta phải tìm cách để thoát khỏi đây. Lẹ lên thôi mọi người. Tôi gà, hình như bên đây có đường này, chúng ta nhảy qua thử coi. Coi chừng nha, bên dưới là bị tiêu hóa đó rồi. Ok, nhảy qua. Ai cha, được rồi. Chị Debbie nhảy qua đây, lẹ lên qua đây, lẹ lên qua chừng rớt xuống bên dưới một cái là hả? Ôi trời. Nhảy bên dưới chứ là đường tiêu hóa của cái ngôi nhà đó các bạn. Rớt xuống một cái là không thấy mặt trời, là coi như là chúng ta đi luôn đó nha mọi người. Rồi, nhảy qua bên này nè. Rồi, cố lên nha mọi người, cố lên, cố lên. Ok, nhảy nè. Ok, được rồi, bây giờ mình sẽ nhảy qua đây. Hãy cha, được rồi. Chúng ta cứ đi theo cái chỗ này thì mình có thể thoát khỏi đây đó các bạn. Hãy cha, được rồi. Sau đó mình sẽ tiếp tục nhảy qua bên kia nè. Hãy cha. Chúng ta nhảy được qua bên này rồi mọi người. Ôi, nhưng mà ở đây là chỗ nào vậy? Ui, hình như chúng ta tới được chỗ trái tim của căn nhà ha. Nhìn nó có vẻ như là trái tim của căn nhà đó chị Debbie đó mày. Ôi, nếu mà bây giờ chúng ta sử dụng cái cung gà để bắn vô trái tim của nó thì sao nhỉ? Hợp lý đó tụi gà, chúng ta cầm cung lên bắn nó thôi. Đúng rồi, cùng bắn trái tim của nó lên nào. Hay chưa? Hình như là ôi, căn nhà nó đang rung lên kìa các bạn ơi. Ui, vậy là đúng rồi mà nó đang đau này. Được rồi, nó sẽ trả tụi mình ra hoặc là nó sẽ bị tiêu diệt các bạn coi. Hay cha. Bắn nữa nào các bạn, chúng ta cùng tiêu diệt căn nhà này. Ôi kìa, ôi nước gì vậy? Ôi giời ơi, hình như là chúng ta đã làm đúng rồi đó các bạn. Kìa, nước gì vậy? Wow. Ây da, cái gì vậy? Ây da, nó ói tụi mình ra rồi kìa mọi người. Lùi lại đi. Ôi trời, vậy là chúng ta đã làm đúng rồi đó các bạn. Nó đã quá đau nên là nó đã ói tụi mình ra. Ôi, nó đang tiến tới kìa. Mọi người ơi, dùng vũ khí bắn lên. Mày nè con, mày nè con. Bắn nè, mày nè. Lùi lại đi cái căn nhà kìa. Cùng hợp sức bắn căn nhà nào. Đúng rồi các bạn ơi, hãy cổ vũ cho tụi tôi tiêu diệt cái con nhà ma quái này. Ôi tụi nó tới nè. Mày đi con, mày này dám theo về lại sân tố này. Mày đi con, tiêu diệt căn nhà đi nè. Chà, bắn nó đi anh em ơi, nó đang tới chỗ của mình. Ôi ôi, con này nó bự quá coi. Nó đang đi vô và tấn công lại sân tố kìa. Mọi người cùng nhau hợp sức bắn nó đi nào các bạn. Hãy chà, hãy chà. Các bạn hãy cùng cổ vũ cho tụi mình nha. Đúng. Mày này con, mày đi con, bắn đi hướng nó bơi. Bắn này nè. Nó đang tới ba giờ cùng ra kìa. Bắn này, mày đi con, mày đi con. Wow, thằng đi rồi. Trời đất ơi, cuối cùng cũng đánh hoài được căn nhà rồi, mệt thiệt chứ. Vậy là chúng ta thành công đánh được con quái vật đó rồi. Ủa, ủa, sao tự nhiên bà nó thì ra nó chỉ là kho báu hả? À, là sao? Hiểu rồi, đừng nói là từ đầu cái kho báu mà Huy Núp nói tụi mình đi kiếm chính là cái ngôi nhà đó các bạn. Sau khi tiêu diệt cái con quái vật đó xong, nó sẽ rớt ra phần thưởng của chúng ta là vàng không nè. Trời đất ơi, thôi nhưng mà tôi cũng không muốn hả kiếm kho báu này xíu nào. Trời, chị Debbie còn bị cảm nữa nè, làng chúng ta suýt nữa là bị phá hoại đó Huy Núp, thấy chưa? Ít nhất chúng ta có được vàng mà. Vàng cái đầu mày. Trời đất ơi, vàng mà suýt mất mạng hả mày. Thôi dù vậy chúng ta cũng được phần thưởng như thế này rồi các bạn ơi, mà tụi mình đã cố gắng cũng hay nhờ sự cổ vũ của các bạn đó. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Các bạn thích thì đừng quên để lại cho tôi một like, một subscribe cũng như cho mọi người đồng xem tôi tìm nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn thấy căn nhà quái quỷ là như thế nào, đừng quên bình luận bên dưới luôn nha.